Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Săn Ma, hay còn có tên khác là Đặc Công Bắt Ma, truyện của tác giả Tạ Bạch. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với phần thứ 26, chương thứ 18, mang tên Bàn Tay Máu, gây dịch Jessica Lee. Các bạn hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Lữ Minh Dương dùng chân đa đá khối thịt nướng trên mặt đất, quả nhiên không hề nhúc nhích, thực sự đã thành một xác chết. Lữ Minh Dương bật cười ha ha, nói: xem ra tôi đã tu thành pháp thuật rồi à. Hàn Di khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ghé điện thoại nói: rốt cuộc là sao? Tiếng Trương Đại Sư vang lên trong điện thoại: đây là một loại thuật thao túng thi thể, nhưng không phải khống chế người chết. Loại tà thuật này trước tiên lột ra người sống, sau đó dùng pháp thuật phong bế toàn bộ oán khí bên trong cơ thể. Một khi có người phá hư bộ da của hắn, chẳng khác nào giải trừ pháp thuật, thân thể sẽ lập tức trả thù. Hay, pháp thuật này kỳ thực đã thất truyền từ lâu rồi. Hàn Di cau mày, cô chưa từng nghe qua loại pháp thuật như vậy. Khối thịt kia cũng có đầy đủ các phản ứng, chẳng khác gì người sống, cho nên ban đầu căn bản cô không nghĩ hắn bị khống chế bởi tà thuật. Được rồi, nói tôi biết tình hình của các người đi. Trương Đại Sư nói, hiện giờ đã phát hiện 8 người tử vong, bất quá vẫn còn một số người không rõ tung tích. Hơn nữa, ác linh cũng không thấy đâu. Chúng tôi nghi ngờ những người còn lại đều bị ác linh bắt lên lầu 4 rồi. Vậy, Trương Đại Sư trầm ngâm một chút, nói, các người cảm thấy có bao nhiêu người trên lầu 4? Cụ thể chưa rõ lắm, bất quá, theo suy đoán của chúng tôi, ngoài một nhà 4 người nhà ông chủ khách sạn, còn có ít nhất 4-5 khách trọ. Các người nghe đây, tiếng Trương Đại Sư trầm xuống. Hiện tại, các người tuyệt đối không phải là đối thủ của đám ác linh này, không được hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Di khẩn trương nói, đừng đứng người trên đó. Tạm thời đừng để ý đến bọn họ, hiện tại dù các người xông lên cũng không cứu được, ngược lại còn khiến mình mất mạng. Trương Đại Sư thở dài, ta vốn cho rằng bọn chúng chẳng qua chỉ là ác linh bình thường. Hài, không ngờ còn có cao nhân đằng sau giở trò quỷ. Xem ra ta phải tự mình tới đó một chuyến rồi. Hàn Di cùng Lữ Minh Dương nhìn nhau, dù đã sớm đoán được ác linh không hề đơn giản, nhưng cũng không ngờ đến Trương Đại Sư cũng coi trọng như vậy. Xem ra vụ án giết người lần này thực sự không tầm thường. Các người phải canh giữ ở đó, nếu đến nửa đêm ta vẫn chưa tới, các người phải tìm cách giữ chân ác linh, đừng để bọn chúng đào tẩu, coi như đã lập công lớn rồi đấy. Trương Đại Sư nghiêm túc nói. Cúp điện thoại, Lưu Minh Dương và Hàn Di không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Giờ phải làm sao đây? Hàn Di im lặng không nói gì. Lưu Minh Dương cười khổ, lấy chân đá đá khối thịt nướng nằm dưới đất, đổi phòng nghỉ một lát. Hàn Di lập tức trừng mắt lườm Lưu Minh Dương. Đã là lúc nào rồi, trên lầu vẫn còn người cần cứu đấy. Lưu Minh Dương nhún vai nói, Trương Đại Sư đã bảo rồi, chúng ta không phải đối thủ của đám ác linh này còn gì. Hàn Di không khỏi bất đắc dĩ, cô đâu ngờ ác linh lại khó đối phó như vậy. Tuy so thực lực đơn lẻ, ác linh không thể so với Hoắc Linh Linh, nhưng trước mắt chưa thể xác định chúng rốt cuộc có bao nhiêu con. Hơn nữa, đằng sau bọn chúng còn có một tên biết túng thi thuật, thất truyền từ lâu. Chẳng lẽ thật sự phải tranh né đến khi Trương Đại Sư tới sao? Hiện giờ trời vừa tắt nắng, đang là mùa đông, trời tối sớm hơn, nhiều nhất chỉ khoảng 8 giờ.
mà theo Trương đại sư, đám ác linh sẽ rời đi sau nửa đêm. Vậy rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Trương đại sư kia rốt cuộc bao giờ mới tới đây? Nếu lái xe từ viện đến đây, ít nhất cũng mất khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Lâu như vậy, chỉ e những người trên lầu 4 đã bị đám ác linh giết chết mấy chục lần cũng nên. Hàn Di đắn đo, liệu có nên xông lên hay không? Chẳng lẽ cứ ngồi im một chỗ, trơ mắt chờ bọn họ bị giết chết sao? Tuyệt đối không thể. Cô quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, bỗng phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, trên đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi hắn đã bị thương, nhưng vết thương này tuyệt đối không thể khiến anh ta có biểu hiện như vậy. Cô khẩn trương hỏi, anh sao thế? Lữ Minh Dương khẽ lắc đầu, nhưng lại lập tức cau mày, tựa hồ đã động đến miệng vết thương, không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hàn Di vô cùng lo lắng, vội đi tới đỡ hắn dậy. Sao lại thế? Lữ Bình Dương vẻ mặt thống khổ, cắn răng nói, đầu vai. Hàn Di lập tức dùng sức xé rách áo của Lữ Minh Dương, chỉ thấy trên vai hắn có một mảng máu bầm tím đỏ in hình bàn tay. Dấu tay máu rất rõ ràng, màu sắc tươi mới, nằm ngón tay thon dài, nhưng không phải là bàn tay nữ nhân, bởi tuyệt đối không nữ nhân nào có bàn tay to như thế. Rõ ràng chỉ là một dấu tay máu, nhưng lại khiến Lữ Minh Dương đau đớn, thống khổ đến mồ hôi đầy đầu. Hắn cắn chặt răng, cảm nhận từng cơn đau buốt đến từ đầu vai kia. Lắng xuống một lúc, rồi lại giống như có ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt, hết đợt này tới đợt khác. Càng đáng sợ hơn chính là, trong lòng hắn đang dâng lên một sự kích động, một cảm giác muốn dùng dao nhọn cắt phăng dấu tay đó đi. Lữ Minh Dương cắn thật chặt răng. Hắn biết chuyện này tuyệt đối không bình thường. Hắn đang nghĩ tới việc dùng dao đâm vào ngực của mình. Hắn cũng ý thức được dấu tay máu này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một dấu tay, trong đó nhất định còn ẩn chứa một ma lực vô hình nào đó. Đây chính là lúc thử thách ý chí. Thời khắc này quan trọng nhất chính là phải chiến thắng bản thân. Lữ Minh Dương nhíu chặt hai hàng mày, gắt gao cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mưa, toàn thân bắt đầu run rẩy. Tập trung tịnh khí, loại bỏ tâm ma. Hàn Di nhìn vẻ mặt thống khổ của Lữ Minh Dương, vội vàng thốt lên. Cô cũng nhận ra dấu tay máu này tuyệt đối không phải vết thương bình thường, trong đó tuyệt đối có ma lực gì đó cực kỳ khủng bố. Vừa nói vừa đỡ Lữ Minh Dương ngồi xuống. Lữ Minh Dương cố kìm nén sự đau đớn trên đầu vai. Dưới sự trợ giúp của Hàn Di, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung tinh thần. Nhưng cơn đau quỷ dị kia đâu để hắn tinh tâm tịnh khí chứ. Cắt bỏ dấu tay trên người, một giọng nói vô hình cứ quanh quẩn bên tai, đánh sâu vào ý chí của hắn. Thậm chí hắn còn cảm giác được bàn tay mình đang rút chủy thủ dắt bên eo. Ảo giác, hết thảy chỉ là ảo giác. Lữ Bình Dương bất ngờ cắn rách đầu lưỡi, tự khắc một luồng khí lạnh xông thẳng lên đầu. Hắn cảm giác thần trí có chút tỉnh táo, nhưng tay của mình sao lại cầm chủy thủ đây? Quả nhiên là ảo giác, nhưng ảo giác chân thực tới mức này giải thích sao đây? Chẳng lẽ thần trí mình đã bị khống chế sao? Không rảnh suy nghĩ nhiều, Lữ Minh Dương nhân lúc thần trí thanh tịnh, vội vàng tập trung tinh thần, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu đả tỏa. Khi tức bắt đầu dịch chuyển trong cơ thể, Lữ Minh Dương phát hiện cảm giác đau buốt đến tê dại bỗng nhiên càng tăng thêm, giống như dấu tay máu kia có chỉ giác, bắt đầu phát lực điên cuồng công kích vào hệ thần kinh của hắn. Lữ Minh Dương cắn chặt hai hàm, ấn mạnh đầu lưỡi lên vòm họng, duy trì sự tỉnh táo, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển khí tức ngăn chặn cơn đau nơi đầu vai. Dấu tay kia từ đau buốt tê dại chuyển hóa thành âm hàn, giống như đè mạnh một khối băng lớn lên đầu vai. Cảm giác buốt lạnh biến thành luồng khí âm hàn len lỏi vào tận xương tủy, tựa hồ toàn bộ xương cốt trên vai đều bị đông cứng, gần như mất hết cảm giác. Cơn đau thỉnh thoảng lại kích thích thần kinh. Trong lòng Lữ Minh Dương
thầm vui mừng. Cảm giác tê buốt này có lẽ không cách nào phá giải, nhưng hàn khí lại giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trương đại sư từng nói mình có thân thể thuần dương, sao lại có cỗ hàn khí đáng sợ như vậy. Hắn tập trung tinh thần, mặc nhiên coi khí tức trong cơ thể giống như máy điều hòa nhiệt độ, dịch chuyển về phía dấu tay máu. Quả nhiên, khi tức vừa đến đầu vai, cỗ hàn khí kia lập tức dịu xuống, giống như có ngọn lửa thiêu đốt khối băng, nhanh chóng tan chảy. Một lúc sau, Lư Bình Dương hít sâu một hơi, từ từ mở mắt, thấy Hàn Di vẫn bên cạnh mình, nét mặt khẩn trương, khẽ mỉm cười nói: "Tôi ổn rồi." Hàn Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức cau mày. "Chuyện này rốt cuộc là sao?" Lư Bình Dương nói: "Tóm lại, dấu tay này có chứa ma lực gì đó, kích thích hệ thần kinh, sinh ra ảo giác." "Ảo giác? Ảo giác gì?" Hàn Di khẩn trương. Lư Minh Dương khẽ cau mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, cô không trả lời câu hỏi của Hàn Di, chợt mở miệng nói: "May mà không đánh trúng ngực, cô cẩn thận chút đi, tuyệt đối đừng để ác linh đánh trúng." "Ác linh nào chứ? Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu ác linh." Hàn Di thở dài. "Đúng vậy, hiện giờ rốt cuộc có bao nhiêu ác linh cũng chưa nắm rõ, sao có thể biết bị ác linh nào đánh chứ?" "Nói rất đúng ý ta." Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên. Lư Minh Dương cùng Hàn Di giật mình quay đầu lại, thấy phía cửa ra vào có một thân ảnh cao lớn, trông vóc dáng ít nhất cũng 1m8, người gầy gò ốm yếu, giống như một quả bóng bay lơ lửng giữa không trung, vạt áo không gió tự bay lượn lờ giữa khoảng không đối diện. Đúng vậy, hắn đang lơ lửng giữa không trung, chân không hề chạm đất. Hơn nữa, thân hình của hắn rất cao, vì thế phần đầu bị khung cửa phía trên che khuất, căn bản không thể nhìn rõ diện mạo. Lơ lửng giữa không trung rốt cuộc là sao? Vẫn biết ác linh không phải thực thể, bọn chúng hoàn toàn không có bản lĩnh bay lơ lửng trên không. Bình thường, ác linh chỉ có tốc độ nhanh hơn hay sức bật tốt hơn người bình thường mà thôi. Nếu có thể lơ lửng giữa không trung, chứng tỏ năng lượng của hắn đã mạnh quá mức thông thường, tuyệt đối có thể so với Hoắc Linh Linh. Giờ phút này, bất kể tình huống không hợp lẽ thường bao nhiêu, căn bản cũng không rảnh bận tâm. Rốt cuộc, ác linh này cường đại đến mức nào? Hàn Di lập tức giơ tay, chia súng quang năng thẳng ra cửa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 19 mang tên Ác Linh Yêu Nhã, người dịch Jessica Lee. Chuyện săn ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hàn Di bóp cò súng, một luồng ánh sáng vô hình từ họng súng bất ngờ phóng ra, nhưng thân ảnh ác linh kia chợt lóe lên rồi biến mất không chút tăm hơi. Hàn Di cùng Lư Minh Dương cảnh giác nhìn ra cửa. Khoảng không vừa bị một luồng sáng của súng quang năng bắn vào trở nên vặn vẹo biến hình. Tốc độ của ác linh tuyệt đối có thể so với tia chớp. Thời điểm Hàn Di vừa nâng tay lên, hắn đã cảm ứng được. Đến lúc cô bóp cò súng, hắn đã nhanh chóng tránh né thân hình. Chưa nói đến tốc độ, chỉ riêng khả năng cảm ứng nhạy bén này thôi, ác linh bình thường tuyệt đối không thể làm được. Ban công, hắn nhất định đã nhảy lên ban công. Hàn Di khẩn trương nhìn chằm chằm đèn tín hiệu trên súng quang năng. 5 giây tuy không dài, nhưng trong tình huống khẩn trương thế này thực sự giống như 5 tiếng vậy. Lư Minh Dương nắp chặt súng quang năng trong tay, nhặt lại nỏ bạc cho Hàn Di, sau đó mới cảnh giác đi về phía cửa. Hàn Di khẽ cau mày, ác linh này tuyệt đối không bình thường, nếu bây giờ đi ra ngoài chẳng phải quá mạo hiểm sao? Cô dùng tay giữ chặt Lư Minh Dương, chậm rãi lắc đầu. Hiện tại cứ ở yên trong nhà chờ ác linh tự mình xuất hiện. Hai người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm về phía cửa lớn.
đề phòng ác linh bất ngờ hiện lên đánh lén. Nhưng ngón tay đặt trên cò súng đã cứng đờ, vẫn không thấy ác linh kia đâu. Lưu Minh Dương hít sâu một hơi, hét lớn: "Ra đi! Thế nào? Ngươi sợ ư?" "Kỳ thực ta đã ở đây từ lâu rồi." Thanh âm bất chợt vang lên từ phía sau. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di giật mình quay lại, thấy ác linh đang bay lượn. Lần này thân thể hắn lơ lửng giữa không trung bên ngoài cửa sổ, chỉ có nửa thân trên dựa vào lan can, khoanh tay nhếch miệng cười, bộ dáng thư thái khiến người khác càng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Ánh đèn trong phòng hắt ra chiếu lên mặt hắn, thân ảnh hắn hiện lên vô cùng rõ nét, giống như có thực thể, hoàn toàn không giống mấy loại ác linh bình thường. Thân ảnh mơ hồ, không nhìn rõ bộ dáng, thậm chí Lưu Minh Dương không mang mắt kính cũng có thể trông thấy vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt hắn thanh tú, không, phải nói là tuấn tú, hoàn toàn có thể so với nam thần soái ca cực phẩm. Khóe miệng khẽ mỉm cười, giống như chào hỏi bạn cũ lâu ngày không gặp. Tuy nhiên gương mặt dễ mến này trong mắt của Lưu Minh Dương và Hàn Di lại giống như yêu ma quỷ quái. Hàn Di bất ngờ chĩa súng quang năng về phía cửa sổ. Tấm rèm cửa sổ lập tức bốc cháy, nhưng ác linh kia đã không thấy đâu. Không gian tĩnh lặng, hai người thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của đối phương. Lưu Bình Dương nhìn Hàn Di khẽ gật đầu, ý bảo cô tách ra. Một người đối mặt cửa sổ, một người quay về phía cửa lớn. Ngay lúc này, chợt phát hiện ác linh đang đứng trước cửa từ khi nào, nhìn mình mỉm cười. Lưu Bình Dương lập tức chĩa súng quang năng qua đó, thế nhưng ác linh chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Nỗi sợ hãi đã bắt đầu dâng lên trong lòng hai người. Theo tình hình trước mắt, bọn họ không đủ khả năng sao ngăn cản con ác linh thân pháp quỷ dị, cảm ứng siêu nhạy bén này chứ. Đèn tín hiệu trên súng quang năng lập lòe, 5 giây chờ đợi cơ hồ có thể coi là chí mạng. Ác linh lại xuất hiện ở cửa lớn, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đó. Lưu Minh Dương bất đắc dĩ buông súng xuống, hư lạnh nhìn ác linh, mặc cho số phận định đoạt. Nhanh vậy đã chơi được các ngươi. Ác linh bật cười ha ha, nói, bộ dáng hả hê của kẻ chiến thắng. Lưu Minh Dương nhún vai, không nói thêm bất kỳ câu nào. Hàn Di cũng không tiếp tục nổ súng, xoay người đến bên Lưu Minh Dương, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên ác linh soái ca kia. Không ngờ ngươi lại có thể phá huyết thủ của ta. Ác linh cười nhạt. Lưu Minh Dương lạnh lùng đáp, cũng chỉ tình cờ thôi. Ngươi cùng thật đáng gờm đấy. Dứt lời, ác linh liếc mắt nhìn khối thịt nướng trên mặt đất, nói, bất quá đám đặc công cao cấp trong viện của các ngươi chưa chắc đã có năng lực lớn đến vậy. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di đưa mắt nhìn nhau. Sao ác linh lại biết đến viện nghiên cứu, còn biết mình là đặc công cao cấp? Rốt cuộc hắn là ai, có lai lịch gì? Sau lưng các người nhất định có cao nhân. Ác linh khinh thường quen mắt nhìn Lưu Minh Dương và Hàn Di. Cao thì không, thấp thì có không ít đấy. Lưu Minh Dương cố tình đối đáp qua loa, kéo dài thời gian, liếc mắt nhìn súng quang năng, đèn biểu thị năng lượng đã sáng. Ác linh lại lớn tiếng cười ha ha. Mặc kệ là cao thấp, hắn biết dùng chú phù phá giải huyết thủ, tuyệt đối không phải người trong viện nghiên cứu ngu ngốc của các ngươi. Nói đi, ta muốn biết rốt cuộc ai đã dạy các ngươi cách phá giải trường ấn của ta. À, vấn đề này. Lưu Bình Dương đưa tay lên gãi đầu, tỏ vẻ khó xử. Ta hỏi ngươi trước nha, ngươi có thể... Vừa nói, hắn vừa đột ngột thay đổi động tác, nòng súng quang năng đã chĩa xuống nhắm thẳng vào ác linh. Bất ngờ bóc cò, miệng tiếp tục câu nói còn dang dở. Ngươi có thể ngăn cản phát súng này của ta hay không? Súng quang năng đã khiến không khí nơi cửa ra vào trở nên khô khốc.
Thân ảnh ác linh chợt lay động, nhưng vẫn không kịp tránh né. Từ khắc thân ảnh của hắn vặn vẹo, giống như làn khói phảng phất, tốc độ cũng chậm đi rất nhiều. Ác linh đương nhiên đã bị súng quang năng tác động, thân hình khẽ vặn vẹo, ý đồ nhanh chóng thoát thân. Nhưng ngay lập tức, Hàn Di đã bật lên, nhắm thẳng ác linh mà bắn. Hai luồng năng lượng súng quang năng hội tụ bên nhau, toàn bộ không khí nơi cửa ra vào chợt giãn ra, khung cửa làm bằng gỗ lập tức bùng cháy dữ dội, thoáng trông đã lan kín toàn bộ cửa. Thân ảnh ác linh bên ngoài cũng bị ánh lửa che khuất. Cả Lưu Minh Dương và Hàn Di cùng thốt lên, không xong. Ánh lửa che khuất tầm mắt, rốt cuộc không thể nhìn thấy tình huống nơi hàng hiên, càng không biết ác linh kia sống chết ra sao. Tuy nhiên, hai người biết rõ hắn tuyệt đối không dễ dàng bị hạ như vậy. Lưu Minh Dương nhìn xuống quang năng, đèn báo hiệu chết tiệt vẫn đang lập lòe. Hàn Di vội mở chốt nỏ bạc cắt gao, chia về hướng cửa, đồng thời cảnh giác cửa sổ phía sau. Giờ phút này, cửa ra vào lẫn cửa sổ đều đang cháy dữ dội, khiến hai người như bị vây hãm trong phòng. Rất mau sẽ bị thiếu dưỡng khí, nếu còn lưu lại cũng chỉ có đường chết mà thôi. Đèn báo hiệu trên súng quang năng lại sáng lên lần nữa. Lưu Minh Dương dùng mắt ra hiệu cho Hàn Di, sau đó chậm rãi dịch chuyển đi về phía cửa ra vào. Chỉ còn cách lao ra ngoài, tuyệt đối không thể đứng im chịu chết. Lưu Minh Dương hít thở khó nhọc, nhiệt độ trong phòng rõ ràng đã tăng lên kịch liệt. Ngọn lửa bùng cháy khiến mặt mũi bỏng rát. Thân ảnh Lưu Minh Dương đột nhiên bật mạnh, băng qua ngọn lửa nơi cửa phòng, phóng thẳng ra ngoài. Hàn Di cũng theo sát Lữ Minh Dương, thân ảnh của cô vọt ra, lăn dưới đất một vòng, lật người tạo thành tư thế quỳ gối. Vừa lúc lưng tựa lưng với Lữ Minh Dương, hai người ai nấy đều quay đầu nhìn về phía hàng hiên, nhưng chỉ thấy một khoảng yên tĩnh, căn bản không phát hiện bóng dáng ác linh kia đâu. Hai người đứng dậy, không dám nới lỏng cảnh giác dù chỉ một khắc. Tuy lúc này không thấy bóng dáng ác linh, nhưng tuyệt đối đã không bị hai phát súng vừa nãy tiêu diệt, nhất định đã bị thương, đang lẩn trốn đâu đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột tấn công. Huống chỉ hắn chỉ là một trong số những ác linh kia. Giờ phút này bên trong ngôi nhà rốt cuộc có bao nhiêu ác linh tồn tại đây? Cố gắng bình ổn hô hấp, Lưu Minh Dương và Hàn Di chậm rãi song vai đi tới cửa cầu thang, đồng thời cảnh giác nhìn quang cảnh khắp phòng xem có động tĩnh gì không. Tuy nhiên không hề phát hiện bất kỳ tung tích nào của ác linh. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ trên lầu vọng xuống. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di giật mình kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, bất quá nếu nghe kỹ sẽ phát hiện chỉ là giọng của một người giờ như đang phải chịu tra tấn vô cùng đau đớn. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di trao đổi ánh mắt, nhất định ác linh đã ra tay. Giờ phút này trên lầu 4 rốt cuộc có bao nhiêu ác linh tồn tại, có bao nhiêu người đã bỏ mạng, có bao nhiêu người vẫn còn sống. Tiếng kêu thê lương kia giống như chú ngữ đánh sâu vào trí não hai người. Sinh mạng bị đe dọa, đang cầu xin sự giúp đỡ, nhưng lời nói của Trương đại sư vẫn văng vẳng bên tai. Rốt cuộc cứu hay không cứu? Hàn Di cắn răng một cái, xoay người lao lên cầu thang. Lưu Minh Dương âm thầm thở dài, tuy lý trí mách bảo chắc chắn phải ngăn cản Hàn Di, nhưng chân hắn lại chạy theo cô, nhanh chóng vọt lên lầu 4. Cầu thang cũng không cao, chớp mắt hai người đã tới thềm nghỉ cầu thang lầu 4. Ngẩng đầu nhìn lên phía cánh cửa vừa dày vừa nặng kia, dùng mắt ra hiệu, hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị tiến lên, tiếng kêu thống khổ trên lầu 4 đột ngột im bặt. Lưu Minh Dương khẽ cau mày, xem ra người này đã chết. Vậy tiếp tục xông lên hay là rút lui? Lưu Minh Dương cùng Hàn Di đưa mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên két một tiếng, cánh cửa từ từ hé mở. Hai người lập tức khẩn trương, gắt gao nắm chặt súng quang năng, chĩa về hướng đó. Cửa phòng chậm rãi mở ra,
Qua khe hở giữa hai lớp cửa thép, không hề nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào. Lưu Minh Dương nghĩ chắc do mình không mang cả kính đặc biệt nên không thể phát hiện bóng dáng ác linh. Hàn Di bên cạnh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ thiên nhãn của cô cũng không cách nào nhìn ra nó. Hết chương thứ 19, mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20 có tên Huyết Nhân. Người dịch Jessica Lee. Chuyện săn ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Cửa chống trộm đã phát ra một tiếng két rất nhỏ, tiếp theo từ từ mở ra một khoảng không lớn lắm. Lưu Minh Dương và Hàn Di có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp của đối phương. Lưu Minh Dương không có mắt kính, không thể nhìn thấy ác linh đang ẩn hình. Nếu bây giờ có một con ác linh nhảy ra từ phía sau cánh cửa, Hàn cùng không thể phát hiện, nói gì tới phản kích. Tuy nhiên, từ khe hở không có ác linh nào nhảy ra, mà là một mớ tóc đen. Đây là tóc của ai? Là người sao? Nhưng làm gì còn ai sống sót? Cho dù còn sống, sao có thể rời khỏi phòng dưới sự khống chế của ác linh? Chẳng lẽ đó là đầu người mà ác linh dùng để bỡn cợt bọn họ sao? Mớ tóc đen kia khe lúc lắc vài cái, tiếp theo là một cái đầu nhỏ từ sau cửa thò ra. Đây là một đứa trẻ, chính xác hơn là con trai của ông chủ khách sạn. Nó thò đầu ra khỏi cửa, dùng đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn Lưu Minh Dương và Hàn Di, hỏi: sao cô chú lại lên đây, có chuyện gì thế? Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm đứa trẻ, không biết nên trả lời thế nào. Chuyện này rốt cuộc là sao? Đứa trẻ này trông không có gì khác thường, khuôn mặt ngây thơ vô tội, giọng nói trong sáng và chút đúng điệu của trẻ con, tựa hồ chưa từng gặp phải bất kỳ chuyện gì đặc biệt. Nhưng vừa rồi, rõ ràng tiếng kêu thảm thiết kia phát ra từ lầu 4. Dưới lầu cũng không có ác linh nào. Nói cách khác, bọn chúng chỉ có thể ẩn thân trên đây mà thôi. Lưu Minh Dương bất ngờ chia súng quang năng về phía cửa. Chuyện này tuyệt đối không bình thường. Vừa rồi mình với Hàn Di cùng chia súng về phía đứa trẻ, sao nó có thể tỏ ra bình tĩnh đến thế? Đây tuyệt đối không phải một đứa trẻ bình thường. Rất có thể nó đã bị quỷ bám vào người. Lưu Minh Dương bóc cò súng bắn vào cánh cửa chống trộm bên cạnh đứa trẻ. Tuy đứa trẻ có chút quỷ dị, nhưng có lẽ nó vẫn chưa chết. Phải cẩn thận tính toán làm sao có thể giữ mạng cho nó. Tức khắc, một luồng sáng vô hình phóng ra, không khí xung quanh vặn vẹo, đầu tóc đứa trẻ chợt bốc lửa, chợp mặt đã cháy đen một mảng, lập tức kêu gào thảm thiết, rụt đầu vào bên trong, gắt gào khóa trái cửa. Hàn Di cau chặt mày, liếc mắt nhìn Lưu Minh Dương. Vừa rồi, lúc đứa trẻ kêu la thảm thiết, âm điệu của nó đã thay đổi. Có thể khẳng định, đó tuyệt đối không phải là âm thanh mà trẻ con có thể phát ra. Đích thực nó đã bị ác linh bám lên người. Nói cái khác, đứa trẻ đối mặt hai người ban nãy đã không còn là chính nó. Lưu Minh Dương âm thầm thở ra một hơi, chờ đèn tín hiệu trên súng quang năng sáng lên. Lúc này mới đứng dậy, tiếp tục leo lên cầu thang. Qua thềm nghỉ, hai người đối mặt với cửa chống trộm vừa dày vừa nặng, chậm rãi dịch chuyển từng bước tiếp cận cánh cửa. Cửa lại mở ra lần nữa, nhưng không giống lần trước, lần này mở toang đến cực đại. Đồng thời một thân ảnh bất ngờ từ bên trong vụt ra, lao về phía Lữ Minh Dương và Hàn Di. Tốc độ này nhanh đến mức con người tuyệt đối không thể đạt được. Súng quang năng cũng không có chút do dự, lập tức bắn ra. Nòng súng trên tay Lữ Minh Dương và Hàn Di cùng nhắm thẳng về phía bóng người. Quần áo bắt lửa cháy bừng lên. Hai người thầm thốt lên một tiếng: không xong, đây không phải ác linh mà là một người.
Quần áo của ác linh là hư ảo, tuyệt đối không bắt lừa. Hai người né qua một bên, thân ảnh kia rơi thật mạnh xuống đất. Nhìn kỹ lại, thấy đó là một người đàn ông toàn thân đầy máu. Lớp da trên người hắn loang lổ những vết đỏ, nhưng không phải là máu, mà giống như bị mắc bệnh ngoài da, từng mảng đỏ au, là huyết thủ ấn, bàn tay máu. Trên cơ thể chi chít vết tay máu, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ phủ kín toàn bộ cơ thể. Người đàn ông vẫn nằm đó, không hề nhúc nhích, kỳ thực đã sớm mất mạng. Đây chẳng qua chỉ là một khối thi thể mà thôi. Lưu Minh Dương đột ngột quay đầu, nhìn về phía cửa chống trộm. Bỗng nhiên phát hiện một thân ảnh bất ngờ lao về phía mình. Đèn tín hiệu trên súng quang năng vẫn chưa sáng. Bóng người kia đang như một con chim ưng, nhanh chóng lao tới vồ mồi. Trong lúc tình thế nguy cấp, Hàn Dị bên cạnh dương đỏ bạc trong tay, bắn một mũi tên thẳng vào bóng người đang vọt tới. Một tiếng hét thảm lập tức vang lên. Thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung chợt xoay người, mượn lực từ thành lan can, nhún mình bay vào trong căn phòng phía sau cửa chống trộm. Nội tâm Lưu Minh Dương thầm buông lỏng, quay đầu nhìn Hàn Di bên cạnh, phát hiện vẻ mặt của cô kinh hãi, nhìn mình chằm chằm. Thân ảnh kia lại vọt tới, cầm mũi tên trong tay, ném thật mạnh về phía mình. Lưu Minh Dương thầm than một tiếng, không xong rồi, chẳng lẽ quanh mình có ác linh khác. Hắn bất ngờ lui xuống mấy bậc thang, đồng thời liếc mắt nhìn sang bên cạnh, không phát hiện bất kỳ bóng dáng nào. Lúc này mới chợt nhận ra mình không đeo mắt kính, thảo nào không trông thấy ác linh. Chân hắn giống như bước hụt, không giữ được thăng bằng, cảm thấy chơi với. Rõ ràng thân thể đang lơ lửng giữa không trung, bay thẳng về phía căn phòng đang mở rộng cửa kia. Mũi tên Hàn Di bắn ra căn bản không trúng ác linh. Thân thể Lưu Minh Dương bất ngờ bay vèo qua đó. Trong lòng cô kinh hãi không thôi, xoay người bắn tiếp một mũi tên nữa về phía đó. Tuy nhiên ác linh không hề muốn dây dưa với cô, nhanh chóng bay vào trong căn phòng mở rộng cửa. Hàn Di không chút do dự cất bước đuổi theo. Chợt ác linh dừng lại, kéo cửa chống trộm, chuẩn bị khóa trái. Hàn Di giương súng bắn về phía trước, đèn tín hiệu trên súng quang năng vừa lúc báo đầy năng lượng. Ác linh lập tức rú lên một tiếng thảm thiết, thân hình vặn vẹo lảo đảo ngã về phía sau. Tiếp đó thân thể hắn như bị thứ gì đó từ bên trong kéo tuột vào, biến mất không chút tăm hơi. Hàn Di nhanh chóng xông lên, một bước vượt qua cửa chống trộm, nhưng không thấy ác linh nào hết. Toàn bộ phòng khách chìm trong yên tĩnh, một con ác linh cũng không thấy. Trái lại là người, một phòng đầy người, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên mấy chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cả đám yên lặng bất động, mắt nhìn thẳng vào tivi. Trên tivi đang phát đi phát lại một đoạn quảng cáo cũ rích, chỉ có hình ảnh mà không có tiếng, nhưng đám người kia lại xem vô cùng nhập tâm. Để nồi Hàn Di xông vào phòng, cô không hề có chút phản ứng. Hàn Di lướt mắt đi đám người này một cái, phát hiện trong số đó có ông chủ khách sạn Hói Đầu cùng vợ con ông ta, còn có mấy khách trọ quần áo xộc xệch. Thậm chí cậu bé con ông chủ khách sạn cũng nằm bò trên mặt đất, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tivi, có điều không thấy Lữ Minh Dương đầu hết. Hàn Di gắt gao cau mày, cảnh tượng trước mắt tuy quỷ dị nhưng vẫn chưa đủ khiến Lữ Minh Dương mất tích. Điều này càng làm cô lo lắng hơn. Đèn tín hiệu trên súng quang năng đã sáng, lập tức nhanh chóng kéo chốt nỏ bạc, chậm rãi bước từng bước đi vào bên trong phòng khách. Nơi này có cùng diện tích với tầng 1, liền với phòng khách cực đại chính là 3 gian phòng ngủ. Hàn Di cẩn thận đi về hướng đó. Ác linh tuyệt đối đang ẩn mình tại tầng này. Hiện tại chỗ duy nhất bọn chúng có thể lẩn trốn chỉ là mấy gian phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh cuối hành lang. Hàn Di điều hòa hô hấp, chậm rãi vòng qua dãy sofa giữa phòng khách, đi về phía một căn phòng. Nhưng chân vừa bước qua, lại nghe từ phía sau truyền đến một giọng nói: "Người thực sự quá vô lễ đấy,
vào nhà người ta mà không chào hỏi một câu. Hàn Di vội quay đầu lại, thấy một người đang ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, quay đầu nhìn mình mỉm cười. Chính là Ác Linh vừa rồi bị mình cùng Lưu Minh Dương liên thủ đánh cho bỏ chạy. Lúc này trên mặt Ác Linh vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười vô hại, giống như thấy bạn cũ lâu ngày không gặp. Tuy nhiên giờ đây hào bằng hữu mà hắn đối mặt lại cơ hồ muốn liều mạng cùng hắn. Hàn Di lùi lại một bước, tựa lưng vào cột trụ xi măng giữa phòng khách, nhìn chằm chằm con Ác Linh có vẻ mặt vô hại kia. Súng quang năng cùng nỏ bạc chĩa thẳng về phía nó nhưng không bắn. Rốt cuộc lực sát thương của súng quang năng quá cường đại. Ác Linh đang ngồi trên sofa, trong tay hắn còn có mấy người đang ngay ngắn bất động. Một khi Hàn Di bắn súng quang năng, chiếc sofa tuyệt đối sẽ bắt lửa, con đỏ bạc chưa chắc đã có thể bắn trúng hắn. Hàn Di vội chấn định tinh thần, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ác Linh, nghiến chặt răng không hề lên tiếng. Ác Linh không để tâm, cười nhạt nói: "Có muốn cùng ta xem tivi không?" Hắn nở nụ cười hòa nhã, cơ hồ khiến người không thể cự tuyệt lời mời của mình. Thậm chí Hàn Di cũng cảm thấy đầu óc của mình mơ hồ, suýt nữa nhịn không được mà đáp ứng hắn. Cô vội vàng cắn đầu lưỡi, lạnh lùng hỏi: "Các người đưa anh ấy đi đâu rồi?" "Anh ấy?" Ác Linh bày ra vẻ mặt không hiểu, tiếp theo giống như tỉnh ngộ: "À, người muốn hỏi cái tên tiểu đặc công lợi hại kia hả? Không sao hết, chẳng qua ta muốn chăm sóc hắn một chút thôi." Hàn Di lạnh lùng nhìn Ác Linh, không nói lời nào. Ác Linh bỗng nhiên thở dài một hơi, buông lời ngọt nhạt: "Ai, ta vốn không muốn gây khó dễ các ngươi, còn nghĩ tha cho các ngươi một con đường sống. Thế nhưng..." Hắn thở dài, chỉ vào chiếc ghế sofa bên dưới, nói: "Ta vẫn còn chỗ trống, chỉ có thể để kéo hắn cho đủ số mà thôi." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21, khủng bố. Người dịch: Jessica Lee. Chuyện Săn Ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Hãy qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các website khác phát truyền của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn không ủng hộ các website đó. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện. Cho đủ số, có ý gì đây? Ác Linh bắt nhiều người tới xem tivi, rốt cuộc nhằm mục đích gì? Vì sao hắn lại nói là còn thiếu một vị trí, muốn Lưu Minh Dương tới cho đủ số? Hàn Di tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Ác Linh, khóe miệng hắn vẫn mang theo một nụ cười nhạt nhẽo, vẫn thoải mái như đối mặt bạn bè, dịu dàng ngắm Hàn Di. Hàn Di cảnh giác nhìn Ác Linh, trong lòng thầm tính toán, nếu bắn súng quang năng qua đó, hậu quả sẽ thế nào? Rốt cuộc, phạm vi ảnh hưởng của súng quang năng quá lớn, sẽ khiến không khí xung quanh bốc cháy. Trong khi đó, đám người đang ngồi trên sofa, giống như tượng gỗ, căn bản không biết né tránh. Cho dù mình có thể bắn trúng Ác Linh, nên những người này chắc chắn sẽ bị thương, thậm chí bỏ mạng cùng hắn. Hiện giờ, mình không biết trong phòng rốt cuộc có bao nhiêu Ác Linh, nhưng tuyệt đối không chỉ có một con trước mắt, ít nhất còn có quỷ lột da và cả tên Ác Linh vừa bị mình dùng nỗ tiễn bắn trúng. Hơn nữa, giờ phút này Lưu Minh Dương sống chết chưa rõ, có phải đang là con tin trong tay bọn chúng hay không? Hàn Di không ngừng suy nghĩ, trần Ác Linh lên tiếng: "Không cần lo, lúc này cộng sự của ngươi vẫn chưa chết, ít nhất là trước đêm nay ta sẽ không để hắn chết đâu." Lời nói cực kỳ nhẹ nhàng, đi qua lỗ tai Hàn Di lại như tiếng chuông báo hiệu tử vong. Giọng điệu Ác Linh tựa hồ chưa đầy hàm ý, dường như hắn
muốn khẳng định Lữ Minh Dương chắc chắn sẽ chết đêm này, tuyệt đối không thể sống sót. Hàn Di níu chặt mày, lạnh lùng gằn giọng: "Anh ấy đang ở đâu?" Ác Linh điềm tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng quay đầu di chuyển về phía buồng vệ sinh cuối phòng khách. Cửa kính gắt gao đóng chặt, đằng sau cánh cửa hình như chẳng có chút động tĩnh gì. Đúng lúc này, Hàn Di bất ngờ phóng nỗ tiễn trên tay. Sau khi suy tính, cô vẫn quyết định sử dụng tên, bởi rốt cuộc nỗ tiễn sẽ không gây thương tổn đối với những người xung quanh. Nỗ tiễn giống như một ngôi sao băng chợt lóe lên một đường màu bạc, phóng thẳng về phía Ác Linh. Mặc dù nỗ tiễn cực nhanh, nhưng tốc độ Ác Linh dường như còn nhanh hơn. Bất ngờ cúi người né tránh, nỗ tiễn bay sượt qua sofa, bắn trúng chiếc tivi đang phát chương trình quảng cáo. Bùm một tiếng, tia lửa tóe ra như pháo hoa, tivi tắt ngấm, hình ảnh đột nhiên biến mất. Nhưng những người đang xem tivi vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình, say sưa không chút phản ứng. Hàn Di trong lòng thất kinh, chia súng quang năng về phía sofa, nhưng hồi lâu vẫn không thấy Ác Linh xuất hiện. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, trong lòng khẩn trương, hy vọng có thể mau chóng hạ đối phương, còn muốn phân thần để ý buồng vệ sinh Ác Linh ám chỉ đang nhốt Lữ Minh Dương. Tuy nhiên phía sau cánh cửa mở, không thấy bóng người hoạt động, chỉ có tiếng nước chảy tí tách rất nhỏ truyền ra. Hàn Di huyết khí dâng cao, rốt cuộc tình hình Lữ Minh Dương trong buồng vệ sinh thế nào? Sao không hề có tiếng đánh nhau? Chẳng lẽ anh ta đang bị đám Ác Linh khống chế? Tay cô nắm chặt súng quang năng, nhắm thẳng họng súng về phía sofa, ngón tay gắt gao đặt lên cò súng, kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nếu bóp cò, súng quang năng nhất định có thể ngưng động không khí xung quanh sofa, nhất định có thể đả thương Ác Linh kia. Sau đó chỉ cần mình xông lên bắn một mũi tên, vậy là có thể tiêu diệt hắn. Để những người đang ngồi trên sofa sẽ không nên đắn đo nhiều, chỉ như vậy mới có thể cứu được Lữ Minh Dương. Ngón tay Hàn Di đặt trên cò súng, chậm rãi dùng sức, phần da trên ngón tay chợt biến dạng như bị thứ gì vô hình cản lại. Cô gắt gao cắn chặt răng, đột nhiên cảm thấy bên cạnh chuyển đến một luồng khí lạnh buốt, âm thanh vang lên bên tai: No, như vậy sẽ khiến họ bị thương. Hàn Di giật mình kinh hãi, cảm nhận một luồng khí lạnh đến tê dại, xông thẳng tới da đầu. Sao thanh âm này lại gần như vậy, gần đến nỗi mình còn tưởng ai đó đang dí sát tai mình thì thầm. Chẳng lẽ Ác Linh vẫn luôn đứng ngay cạnh mình, nhưng sao mình chẳng hề phát hiện ra? Hàn Di bất ngờ quay đầu lại, liền thấy được một khuôn mặt anh tuấn yêu nhã kia. Hàn hơi cúi thân mình, ghé đầu vào tai Hàn Di, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt với vẻ mặt vô hại. Hàn Di vội xoay người, lùi về phía sau một bước, chuyển họng súng về phía Ác Linh. Nhưng Ác Linh không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ cười nhạt: "Hà tất phải như vậy, thứ này không phải đồ chơi dành cho trẻ con." Hắn vừa nói vừa hướng Hàn Di khẽ cúi người. Hàn Di bỗng cảm thấy tanh mình giống như không theo sự sai khiến, cố gắng thế nào cũng không thể cử động. Ác Linh mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới trước mặt. Tuy Hàn Di vẻ mặt khẩn trương, nhưng căn bản không thể bóp cò súng. Cô định xoay người lui về phía sau, lại phát hiện chân mình cũng không thể nhúc nhích. Ác Linh cười yêu nhã, chậm rãi đến bên Hàn Di, nhẹ nhàng vươn tay đoạt lấy khẩu súng. Hàn Di vô pháp khống chế hai tay của mình, ngoan ngoãn dâng súng cho hắn. Chẳng lẽ hắn có thể khống chế thân thể mình sao? Đáng sợ chính là thần trí thanh tỉnh, nhưng thân thể không chịu sự khống chế của bản thân. Đây tuyệt đối là sự khủng bố không ai có thể chịu đựng nổi. Chẳng lẽ Ác Linh cường đại tới mức này? Hàn Di bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thực sự tuyệt vọng. Vừa rồi nếu mình cùng Lữ Minh Dương thừa dịp Ác Linh bị thương ra tay tiêu diệt hắn, tin chắc tình hình đã không đến mức này. Là cô đã đánh mất cơ hội, do cô cảm thấy mình
không thể đánh thắng ác linh. Rốt cuộc, đối mặt với kẻ thù có thể khống chế chính bản thân mình, sao có thể đánh bại hắn đây? Hàn Di cảm giác hô hấp không thông. Ác linh kia vẫn mỉm cười, thưởng thức cây súng quang năng của Hàn Di, cười nói: kỳ thực thứ này rất lợi hại, không ngờ trong viện lại có thể chế tạo ra vũ khí tốt như vậy. Vừa rồi nếu không phải ta nhất thời sơ ý bị thứ này đả thương, thì cái tên cộng sự kia của cô cũng không cần phải chết. Hài, đáng tiếc, đáng tiếc mà. Giọng nói của hắn ung dung đắc ý, nhưng khi tới tai Hàn Di lại như quỷ rú ma gào. Cô nhớ lại vừa rồi sau khi hắn chạy thoát, trên lầu liền truyền đến một tràng tiếng kêu đau đớn, đồng thời xuất hiện tử thi đầy vết tay máu trên người. Chẳng lẽ vì hắn bị thương nên giết người để hấp thu năng lượng điều trị sao? Nếu đó là sự thật, có thể giải thích vì sao đám ác linh này lại không ngừng giết chóc. Hàn Di lạnh lùng nhìn chằm chằm ác linh đầy vẻ yêu nhã kia, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Tình hình trước mắt xem ra bọn chúng đang chuẩn bị giết chết những người này, hơn nữa còn có chỉ tiêu, tựa hồ muốn gom đủ số người nhất định, còn phải đợi đêm khuya mới có thể ra tay. Chẳng lẽ bọn chúng là muốn tiến hành nghi thức đặc biệt nào đó? Chẳng trách Trương đại sư lại bảo mình với Lữ Minh Dương trốn đi, nửa đêm mới ra tay ngăn cản đám ác linh đào tẩu. Nhưng rốt cuộc nghi thức này là gì? Tuy không thể lý giải, nhưng chắc chắn nghi thức này nhất định phải giết người. Khủng bố hơn chính là lời nói của ác linh muốn biến Lữ Minh Dương thành một trong đám người kia. Bỗng nhiên cửa buồng vệ sinh cuối phòng khách hé mở, Hàn Di vội quay đầu lại, thấy từ phía sau cánh cửa có bóng người đi ra, hình dáng có chút mơ hồ. Bởi đó căn bản không phải người, mà là một ác linh, hơn nữa còn là quỷ lột da. Mấy năm trước hắn đã bị mình và Từ Trường Phong tiêu diệt, thật không ngờ hắn vẫn chưa hồn bay phách tán, còn tồn tại đến bây giờ. Quỷ lột da có cái đầu chọc lốc, khuôn mặt xương sầu phủ kín nếp nhăn, ánh mắt âm lãnh ngoan độc lướt nhìn Hàn Di, sau đó quay đầu đi về phía huyết thủ ác linh. Thế nào? Huyết thủ ác linh nhàn nhạt hỏi. Quỷ lột da tỏ vẻ không muốn nói nhiều, chỉ lắc lắc đầu. Huyết thủ ác linh ngửa mặt lên trời, khóe miệng nhếch lên như đang cười. Không ngờ tiểu tử này thực sự rất đặc biệt à. Còn chưa dứt lời, chợt có hai bóng người từ buồng vệ sinh đi ra. Đằng trước chính là Lữ Minh Dương, phía sau còn có một người đàn ông trung niên. Nhìn kỹ lại, phát hiện thân thể Lữ Minh Dương đang lơ lửng, rõ ràng anh ta đang bị lôi ra. Người đàn ông trung niên kia cũng không phải người. Khuôn mặt hắn Hàn Di đã thấy qua trong tư liệu mà phân tích viên Hồ Cha Tử đưa. Hắn chính là tên sát nhân Phanh Thầy, kẻ sớm đã bị chấp hành án tử hình. Bộ dáng Lữ Minh Dương đờ đẫn, ánh mắt có chút ngây dại, nhưng cơ hồ vẫn chưa mất hết thần trí, lảo đảo đi ra từ buồng vệ sinh. Thấy Hàn Di đang đứng trong phòng khách, không khỏi nhìn cô, miễn cưỡng mỉm cười. Trông dáng vẻ Lữ Minh Dương xem ra đã bị ác linh tra tấn không nhẹ. Quỷ Phanh Thây quàng Lữ Minh Dương lên sofa, và đúng vị trí ác linh yêu nhã vừa ngồi, thanh âm có chút ấm ức. Lão đại à, tiểu tử này không được rồi, hãy để ta phanh thây hắn, sau đó ra ngoài bắt cái tên khác cho đủ số nha. Hàn Di thoáng giật mình, vẻ mặt khẩn trương nhìn ác linh yêu nhã. Hàn Vân Dương Nguyên đụ cười nhạt nhẽo, hai mắt chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng nói: các người chỉ không được hắn, chứng tỏ năng lượng của hắn rất mạnh sao? Vậy thì tốt rồi. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Hàn Di nhìn không được gào lên. Quỷ Phanh Thây bất ngờ rú một tiếng, xoay người lao về phía Hàn Di. Hàn Di vội lắc mình né tránh, chợt phát hiện không thể nhúc nhích, toàn thân vẫn không chịu sự khống chế của mình. Thân ảnh Quỷ Phanh Thây
vặn vẹo giống như con manh thú phẫn nộ đánh về phía cô. Hết chương thứ 21, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Vậy Hàn Di có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không? Và Lưu Minh Dương có bị bọn chúng giết chết hay không? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage, like fanpage của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các website khác phát truyện của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp, rất mong các bạn không ủng hộ các website đó. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.